là trứng non hay gì á. Trời ơi, hấp dẫn quá này. Để đó nhiêu tiền? Cà ri trứng non. À dạ, xin chào mọi người ạ. À, trưa nay thì thôi ghé chỗ cái quán cà ri gà vịt bà bé này. Nhìn hấp dẫn quá nè. À, đi ngang qua đây rất là nhiều lần đó. Cái quán này nằm ở chỗ ngã ba đường Tảng Đà giao với Võ Văn Kiệt nha. Quán này khá là ngon. Đây phía ngoài cái tủ đó mọi người nhìn cắt vịt rất là hấp dẫn luôn. Cắt gà vịt nè, đó là tầng trên, còn tầng dưới nè, hai tầng rồi nè. Ở đây cho quay làm thì mua người đây để tiền ra. Ở đây người ta có để cái địa chỉ này, quán bà bé nè, cà ri gà vịt, số 2 Tảng Đà, phường 10, quận 5 nha. Đây bắt đầu mấy giờ là mình bán chị? 8 giờ. Ồ, bán từ sáng luôn ha. Bán miếng tới tối luôn hay sao? À, bán 7-8 giờ. 7-8 giờ tối là nghỉ. Hết á, hết giờ nào, giờ đó, có bữa 5 giờ mấy. Dạ, có bữa hết sớm ha. 6 giờ, 7 giờ, tùy theo bữa em rồi. Dạ, đây là gà nè, gà, đây là vịt nè. Đây cái giá sao chị ha, chị có thể chia sẻ cái đó. Một tô bình thường thì 60 ngàn. À, tô bình thường 60 ngàn. Còn tô hai người ăn như là một gốc tư đùi vậy nè. Dạ. Hai người ăn thì là 150. Dạ, 150. Còn như ăn thêm lòng 50. Ăn cái lòng này là 50. À, 50, phần đây đúng không? Dạ, đây là phần đây 50. Dạ, anh chị ngồi ăn đi, cho anh chị vô. Chị, cho hai cái ức nhà không á. Ức hả? À, bây giờ buổi trưa cho nên là khá là ít người ăn. Mình rất là hấp dẫn với cái món hai bún với là bánh mì. Hấp dẫn quá trời luôn. Hai bún nè kìa. Cái đùi với bún. Cái đùi. Một ức bún, một đùi bún hả? Rồi là đùi lớn hai người ăn nè. Không có em có đùi lớn không à? Dạ chặt luôn ha. Đây là gà gì á? Đây là 1/4 cái đùi đó, lớn quá trời luôn. Phải hai người ăn mới hết được. Đúng một rồi. Người ăn không hết được. Bây giờ người ta vẫn kêu ăn một người đó. Ồ dạ. Dạ thì thanh niên ta cho ăn hai cái đùi gà luôn á. Ủa gì hả? Tại gà đây gà ngon lắm, gà dai lắm. Dạ. Nó không có bở bở nè, nó nịch thịt cứng ngắt luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Có sớ sớ luôn. Món cà ri mình mở chắc mà hỏi mấy chục năm mà gì á. Lấy tôi nằm. Là đúng rồi, không bảo là mấy chục năm mà chị thì bán mới đây đâu ta, chị 9 năm, 10 năm thôi. Còn trước là ai bán? Trước là bà ngoại chị với má chị bán. Ồ. Chị đi theo hộ mẹ chị đi đó. Thì ăn với cái món rau kia đó hả chị? Đúng rồi, cái này là đậu rửa. Đậu rửa với đậu rửa với củ hành. Dạ. Cho nó mình bỏ vô như vậy nè. Đó cho ta ăn thì nó đã ngán hơn. Dạ đúng rồi, ngán cái gì cũng béo ngọt nữa thì nhiều người đàn phụ nữ người ta sợ mập á. Dạ dạ. Nữ ra người ta không có đó vô người ta đã ngán. Một lúc xin về già. À, bây giờ thì ngoài trời mưa nè, là ngày trưa trời mưa nay mưa luôn mọi người ơi. Mưa. Bây giờ chặn ở đó phải luôn, khá là nhiều khách luôn. Đông khách quá trời. Đi ngang buổi chiều ở đây nó cũng đông khách lắm gì ha. Buổi chiều đông lắm. Chiều nào cũng ghé đi ngang qua thấy cũng đông khách à. Không có cá nữa ơi cá. Quăng nó luôn á. Còn cái món
gì vậy? Nguyên nếp đặc sản. À, nguyên nếp hả? Nguyên nếp của gà đó. Ở đây mình tự làm á. Ồ, ngon quá ha. À, mà có ít lắm. Giống như bà bao nhiêu đem ăn gà mà chỉ có được 4-5 mẫu. À. Mình tự làm mà. Rồi chân đầu của cái này. Đây là người ta chặt một phần nửa con rồi cái đầu cà ri nó sôi cuồn cuộn luôn. Nó thơm mùi phơi môn, mùi cà ri phơi môn quá hấp dẫn ha. Chị mới vừa làm hả? Mới vừa làm quẹt. Lên máy, lên máy. Mới vừa làm quẹt. Bây giờ là gà hết sảy. Nó đi cũng ngọt lắm đó. Đi thì đúng là ngọt. Nó đi ngọt lắm. Tao ý là hơi xong phim luôn á. Thôi ghê quá. Đúng thiệt, cái dao nhỏ nghề thiệt á. Dao này mình đập mà. Này giờ xương không ăn thua gì với nó. Nó chỉ để nhẹ quá là. Nhẹ nó cũng đi mà. Ồ, dữ quá. Thứ nhất là nó bén, thứ hai là cái trọng lượng của nó đó, thả trên thả xuống là bay hết rồi. Tại nếu mà dao mà không bén á, nó dễ bị nát với gà đó. Đúng rồi, nát. Gà nó chín nó sẽ, cái lực của nó khác với cái gà sống. Cái nào mà mình làm sống là cái dao làm sống. Dạ. Chín là cái dao nó ra chín. Ờ, cái dạ. Không có lấy cái dao sống mà chặt qua chín mà. Cái đớt mà làm sống mà nó chín thì. À. Nó làm nát thì. Nó không đủ quá bén thì ta làm nát thì cần. Đúng rồi. Cái là nhiều. Nhìn nó không ngon nữa. Này chặt cho miếng nào ra miếng nấy. Thấy chặt xương mà nó mềm quá hơn là chặt chuối. Nhìn cái tủ gà vịt đây nhiều, một ngày mình làm khoảng bao nhiêu con vậy? À bây giờ bán hơn nửa rồi mày. Hồi xưa ta được 60-70 con. Dạ. Bây giờ còn khoảng 30 mấy con. Bán rồi cũng hết. Có nghĩa là sau dịch rồi nó cũng giảm bớt ha. Là người ta ăn thì ta cũng lùi trước cái đồng tiền người ta nhập vô. Đúng rồi. Bây giờ cái thu nhập nó cũng ảnh hưởng nhiều cho nên là không phải đi mà mình đâu tất cả luôn nhà hàng. À, đúng rồi, có nghĩa là em đi tất cả các quán, có con mấy quán lớn nó cũng vậy thôi chứ không phải là tất cả đều chung vậy hết hả? Bởi vì bây giờ sau dịch thì cái thu nhập người ta nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Rất là nhiều tháng người ta không có đi làm thì chi tiêu thì nó cũng phải dè sẻn hơn. Như nước nào tiền con người ta ăn rộng nữa, cả một cái quá trình. Nhưng mà dạo này xăng tăng lên quá rồi, nói là chị có tăng giá gì không? Không, cái giá này mấy ngày thì lúc trước chị bán chỉ có 50 cái sao dịch cái đầu nó lên không, như trước dịch là 55 là dịch nó lên rồi, nó lên nó bây giờ chị mới lên ra rồi lên đó. Dạ. Chị mới là lên được một câu 5 ngàn. Dạ, là 60 thì đồng giá nó đều 60. Dạ. Nhưng mà như cấp ăn thêm cái gì chị tính liền thêm thôi. Dạ, còn cái phần tăng thêm ăn thêm thì em tính. Tính như cái phần tiêu chuẩn thôi. Thì chắc cái gà vịt nhìn hấp dẫn lắm, là cái đi ngoài đường nhìn là thấy ngon hay. Có mấy đợt đi qua phải 2-3 đợt rồi, tính ghé đây để mà xin quay review, nhưng mà có những cái lúc mà đi vô thì thấy nó cũng chưa có việc, cái là phải đi chơi nữa, cho nên là bữa nay mới ghé vô được. Bữa nay trời mưa luôn.
Cái ví dụ như là những cái phần nếp cái này sao chị? Giá nếp giống như là ai ăn thì yêu cầu của khách, một là quyết nếp, hai là quyết thường. Dạ. Giống như bây giờ khách ăn hai người mà ăn một giày nè thì nó là 15 ngàn. Dạ. Nó một góc tư. Dạ, một góc tư 15 ngàn. Cái có nghĩa là cái phần 50 đó ha, à, là đâu là năm cái trứng non, năm cái trứng non, năm trứng nhỏ rồi luôn ha, tính luôn ha, rồi một cái mì, cái à, phần ăn thêm 50 nữa rồi. Cái này là cắt dùng cái chéo cắt hay quá ha. Mệt. Ủa, không ngờ là trưa nay mưa lớn lắm mọi người ơi, xấu xả luôn á. Trứng non đây thì mình làm của gà vịt mình lấy hay là mình gà, mua? Gà, gà, gà. Không, trứng non thì mình phải mua chứ. Gà vịt nó đâu có nhiều như vậy. Dạ, mình mua bên Ngọc Hà đó. Dạ. Cơ sở Ngọc Hà. Rồi, biết, em biết cái cơ sở đó hồi trước em biết. Nhưng mà nó là trứng tươi nha, trứng lông lộn là chị không có xài. Chị chỉ xài trứng tươi của Ngọc Hà thôi. Dạ rồi, Ngọc Hà rồi cũng một cái cơ sở để làm gà rất là lớn. Ừ. Chứ không có. Ở cái nó nằm ở bên đường Phạm Hùng đúng không? Phạm Hùng, Phạm Biết Chánh gì đó. À, bên Bình Hưng. Cái cơ sở lớn là bên cái cơ sở đó rất là lớn. Ngọc Hà, cái đó là hồi trước cũng có ghé đó rồi. Trưa nay mưa quá trời luôn. Hẳn vậy là khách vô lòng lái cho nhanh hơn. Đúng rồi, tại vì nó đông khách lắm em. Dạ. Nó không phải mình bán một khách, hai khách. Dạ. Khách đó, lại như mưa đó. Mưa ra đó chồng mà bây giờ là không có trường hợp đó. Đúng rồi, nhưng mà đa số là văn phòng á. Đúng. Văn phòng với lại bệnh viện đó. Dạ. Giao cũng nói nhiều lắm. Khách mua cái làm giao cũng nhiều. Đây phần lớn khách quen gì ha? Khách ăn là khách quay lại nhiều. Tại mình là bán theo cái kiểu miền Tây mà. Bán thì là từ trước giờ chỉ là chuyên gà vịt ha, cà ri gà vịt thôi. Nhiều khách yêu cầu mình bán dê, đập cẩm với tôm mực. Nhưng mà mình cũng nấu được, nhưng mà mình thấy nó không có sở thích của mình cũng không thích. Dạ. Chứ không phải là mình không nấu được, mình không thích là mình mấy món như vậy mình chỉ là người miền Tây thì mình nấu ra vậy miền Tây thôi. Ồ, dạ. Cái món kia nó lai chị là chính gốc miền Tây lên đây mở quán ha. Nhưng mà chắc là đi lâu đời rồi mà từ đâu, gia đình chị ở thành phố nhưng mà quê thì bà ngoại bà nội rồi là miền Tây hết. Ồ, đó là Đồng Tháp. Có nghĩa là quê gốc của chị là ở miền Tây, ở Đồng Tháp. Còn quê ngoại thì ở Biên Hòa, Đồng Tháp 10. Nội thì Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ở gần ngay chỗ Phà Cao Lãnh, ngay Phà Cao Lãnh rồi đi ra. Nhất là ăn trưa luôn, ăn trưa hai nữa là để chia sẻ mọi người là hay là ăn thịt tây gà. Không, ăn thịt cẩm đi. Cẩm ha, có này cho nó ngon ha. Đúng rồi. Bây giờ thì mình cũng mua một tô cẩm trưa rồi, rồi mình dạ để ăn. Thứ nhất là thưởng thức thử cái curry gà vịt ở cái quán Bà Bé như thế nào. Thật sự trước giờ cũng chưa ăn ở đây. Thứ hai nữa là để mọi người thấy là cái tô 45 mì 60 á. Dạ. 45 mì. Bánh mì đi vậy em. Một cái suất 60 ngàn ở đây như thế nào nha. Đó là khoai lang hay khoai môn vậy? Lang, môn mấy ngày nay nó bị mưa nhiều quá. Nó bị hư. Dạ. Nó bị úng cái hoa lan môn á.
nó không có được ngon nên chị không có bán tôm hùm. À, bây giờ là chị bán phải phải lan này. Mưa quá. Nhưng mà bớt bớt cái bão thì chị sẽ bán lại. Tại vì nó bị úng á, không có bán được. Dạ. Nhưng đúng ra là phải ăn phải môn á ha. Đúng. Phải môn nó bở, nó bùi, nó béo, rất là ngon. Nó béo lắm, nó béo nước này. Nó béo là nhất là nó... Nó sánh đậm. Nó ngấm vô cái nước, cái mỡ gà vịt cái này. Ăn rất là béo, rất là ngon. Mình nhìn thích cái nồi nước curry, nhìn rất là hấp dẫn, rất là thơm mùi curry. À, cái tủ của chị thì trưng rất là bắt mắt, nhìn thấy là hấp dẫn liền à. Đây cũng là sẵn dịp ăn trưa luôn, mình thường mà đi quay là mình thường ăn luôn mà coi như là ăn sáng ăn trưa luôn là bất công. Đằng nào mình cũng mua mà ăn mà, đây sẵn dịp mà mình quay chia sẻ luôn cho mọi người biết. Một cái phút 60 ngàn. Cái mùi cà ri thơm phức luôn mọi người ơi, cái mùi cà ri rất là thơm luôn. Đây là một phần cà ri tiêu chuẩn 60 ngàn, mình không có ăn cái tô đặc biệt, mình ăn cái tô bình thường nhất cả đây thôi. 60 ngàn để cho mọi người thấy. Đó, cái bánh mì nữa, cái bánh mì, cái chấm của nó. Chia sẻ luôn với mọi người là có một cái cục huyết. Cái tô này là thạch cẩm cho nên nó có gà vịt luôn nha mọi người, khoai lang. Chứ còn ai mà ăn không ăn gà thì ăn vịt không, mà có thể là ăn gà không, đó tùy cho mọi người. Thì ba cục thịt khá là lớn luôn, một cục huyết, hai trứng non, trứng non đó, hai cục huyết to là bá luôn rồi. Đây, cái phần trứng non của đó này. Đây là trên cái phần này nữa là cái phần mì gà hay mì vịt thì mình cũng không biết nữa, bởi vì đây là thật cảnh cho nên là cũng không biết. Đây là một cái cùng gan nữa. Rồi, cái này là cái xé bánh mì là chấm thôi. Rồi một phần ăn trưa dài là quá chất lượng rồi, trưa dài no tới chiều luôn quá. Rồi bây giờ mình dùng của những người cái cà ri ở đây thì mùi khá là thơm. Ở đây kinh nghiệm người ta nấu rất là nhiều năm rồi, nó ngon lắm. Cái nước cà ri ở đây ngon tuyệt vời luôn, không chê được. Ai mà có dịp đi ngang đây thì ghé thử nha, khá là ngon. Mình thấy cái chỗ này nấu ngon lắm, nước nó đậm đà, nói chung là cái ta đi gặp việc ở đây là không chê được, ngon cực kỳ ngon, không phải khen gì. Thật sự là mình cũng đi ăn trưa rồi review đó, quá ngon rồi, nó ngon đó. Nước đậm là mùi cà ri nó béo, nó thơm, gà vịt rất là ngon, nó ngọt và cù quay. Rồi chắc mình kết thúc video clip ở đây rồi, mình dùng hết đây.